Allez, salut, hein. Allez, salut. Đi xuống này mà mưa mà đeo giày cái là cũng tí về cũng đặt khó lắm. Lau khô. Thưa các bác, hôm nay lại ra. Cái nguồn nước này thì không có rồi bác ạ. Vâng, ở trên kia thì người ta làm rũa, người ta ngăn hết rồi. Thưa các bác, hôm nay lại tiếp tục là có bác Chiêm là lội từ bên bác Hà sang rất là xa để mà xem giống cây mận hôm trước bác cái trồng xem Quân đấy các bác. Ra lại có bác. Thế chắc là có em mẹ nổi xuống rồi. Mưa xuống là có nước mà. Vâng. Cái đường dây ra bác. Đường dây này thì hôm nọ bị hình như đã bị chặt mấy đoạn hay sao ấy. Vâng. Vâng. Dạ. Và bên bác Hà đó. Ừ. Tháng là bán hết. Vâng. Đường ngựa chắc là đông khách du lịch. Đông lắm. Sáng lắm bác nhỉ? Vâng. Đường này bác đi thật đấy nhá. Đường này đất đỏ, mua này trơn lắm. Ngô này không phải đâu bác ạ. Ngô ấy thửa sáng kia xuống. Vâng. Sắn này con không biết là sắn gì, sắn này. Sắn ăn nó đắng đắng. Đúng rồi, giống sắn này chỉ có lợn thôi. Vâng. Mấy cây kêu kêu kia không biết có phải Quân không. Thế mọi lần vẫn đi đường này à? Không phải đường đi đường khác à? Ồ, mọi lần vẫn đi đường này hết đó. Đấy, vật lạ nhỉ. Cái giống ngô kia là hôm nọ bác gửi tiền cho con mua lên đấy mà. Đây gì? Vâng, đây này. Đây, cái này nó tốt hơn cái ấy mà nhỉ? Vâng. Tốt hơn cái kiểu như kiểu ngô nếp không ạ? Không. Ồ, cái ngô này ông nội cho mua là cái ngô gì ấy nhỉ chú? Cháu cũng quên đấy. Cháu cũng quên, thế nó là hái hết rồi. Ừ, hôm bác thấy con hái hái. Bác con có nhà không? Ui dồi ôi, này trơn lắm rồi. Đường này đi cẩn thận bác nha. Trơn lắm rồi bác ạ. Con phát này rồi nhỉ. Vâng. Quân ơi! Ở dưới nhà dưới đây. Vâng. Quân ơi! Ra bên kia. Đi cháu xuống đi. Quân ơi! Bác đi xuống trước đi. Ui. Hiếu à? Hiếu ơi! Hiếu đây á? Đang ở nhà bác hay sao? Hả? Thảo bác bên kia ra. Ồ. Hiếu đâu? Hiếu ơi. Hiếu ơi, về không?
đang thấy về rồi bác. Đoạn này trơn lắm bác ạ. Không chạy được đâu, ngã đây em ơi. Ui. Chết rồi. Ui. Ăn rồi. Dạ. Này là bị gà bổ ấy. Ôi sao dạ. Này? Vâng, không lọ mấy cây này tốt lắm không lọ ơi. Ờ. Chết rồi, mổ hết rồi. Không lọ bị gà bổ ấy. Còn mấy góc này sung xia lắm, không nổi, không nổi, không nổi nó xuống ấy. À. Ôi, hôm qua quân còn dùng mấy phát cỏ phát trúng hay sao ấy. Vâng, hôm qua là... Bây giờ là bón là nó lên ngay. Bây giờ cho nó phải cuốc giấy xong rồi bón được ấy bác nhỉ. Đi xuống nhà đó bác ơi. Vâng. Sao đi nhà ở dưới này nhưng mà đi xem dưới này. Vâng. Đây bị gà nó mổ mất rồi. Ai đi lại làm sao mà đi được à Hiếu? Thấy bác chiêm xuống là cứ chỉ nghe hạt xuống thôi. Đi bé em nhá. Vâng. Đứng đây chờ anh Quân đi đón. Quân đi bé em đi Quân. Ô, nó một con club đấy. Đường này là cứ mưa cái là rất là trơn. Vâng. Bây giờ nó toàn đất với lại đất, nó đất đỏ đỏ ấy. Vâng. Có một con đường nhưng mà đường dưới kia đi lại vòng quá. Leo được cái này lên thì giỏi đấy. Đất mà vàng này còn tết đi. Hiếu là giỏi đấy. Bằng cho nó không thấy chứ. Ôi, đây, ở đâu đây? Nhà ở đâu đây à các con? Hả? Đây này, bên kia đi rồi. Chờ mắt kia. Chờ về nếu mà không mưa là nắng đây còn trượt trượt đây xuống nữa cơ. Vâng. Kia tốt nhỉ? Vâng, cái chỗ đất kia là... Cái chỗ này là chết hay sao cây này? Cái cái này này. Có phải không nhỉ? Cái này bị chết hay sao rồi? Cái này bị chết hay sao rồi quá ạ? Cái chỗ đất kia là cái đất mà... Cái đất mà chưa có bỏ phân nào hay trước để... Nốt bò hay sao ấy? Ông ơi! Ông sẽ đưa con nhà. Ông! Ông có. Ra. Dòng bắt trai bị đi, bên này bàn luôn một căn cước. Vào nhà đây sống một tí nữa bà. Đi đi vào nhà đi, đi đi. Đi vào nhà. Ôi đi xe đi đường nào? Đi xe đi đường kia, bác đi đường nhỏ kia. Nhưng mà gọi là đi quen thì mới đi được thôi. Bác bị làm sao? Bác bị làm sao? Bác bị chú heo này bị sao không biết? Bị nhọt à? Cháu không biết, đi còn không đi được. Bây giờ ba đưa ba nhà đây cháu đi. Lắm bây giờ lên văn. Ê, đi xe sợ thật đấy. Mưa nhà này đi từ từ đấy nha. Em nhìn sợ quá. Đi quen nhỉ. Mày vẫn đến đường này. Đi lại đi đường kia. Từ đường này cũng được. Bác lên nhà đây bác. Cho bác đi viện à? Đi lấy căn để căn cước. Nghe Hiếu. Áo. Bác cho rồi. Xin bà đi. Xin bà. Quên bà rồi à? Hả? Xin bà đi. Áo. Sao hôm nay mặt xí thế? Hay là anh Quân đi rồi? Yeah. Không biết được, vừa rồi ở trên cần vui vui mà. Ừ. Đi lên lên nhà đi. Đi đi. Phân đi, để đi, đây. Đi. Vâng. Để tạm trên này đó. Phải giữ bao lâu cô? Mới tái phải ba, lâu phim. Lên bài cô.
Bác ơi, rửa tay, rửa chân, rửa chân nữa, xong rồi lên nhà. Cái này, cái để đâu? Gà, gà chắc là tí đem lên nhà. Đi rửa chân như thế này. Ông! Chào ông nha. Ông ấy khỏe nhớ rồi. Đi chữa về thì khỏe hơn nhỉ? Còn đây, mong ở đây. Hôm đấy là đi là ông say xe quá, ông bảo là thôi chắc biết là không đi rồi. Nhưng mà đi. Hôm nay thì ốm như này phải đi để điều trị cho nó khỏi. Vâng. Đi viện về à? Hôm nay ông khỏe này, đi đến viện Lào Cai đấy. À. Bác chiêm sang này, bác còn mua rất là nhiều đồ đúng không bác? Mua cả mận đấy. Mận thì chắc là đem trên nhà nghe mà. Những cái này thì đem lên nhà đây. Nhé, xem nào. Chắc quên nữa, còn không? Hay là hết rồi? Còn hết. Đây đây này, bà lấy cả bánh cho Hiếu rồi. Đây nữa, ôi dồi ôi, bà có nhiều lắm. Mỗi lần mà bác mỗi lần bác chiêm sang thì bà nói là rất là nhiều đồ cho bà Hiếu cả ông bà nữa. Đây. Ấy giờ ngon kìa. Ơi. Xin nhá, xin bà, con xin bà. À? Bà ơi. Chấm cho bà ấy bánh này. Cái này bánh này ông bà mới ăn được, bánh mềm ấy. Dù mà cái này nó chả có gì đâu bà. Ăn ca đến tay ngà, đến tay ngà. Cho ăn nhiều ngà. Ô bà ơi, bà ở bà ơi. Giờ mai lại lại nữa. Cháu có gì đâu bà ơi. Hiếu còn chưa nói chuyện với bà Hiếu. À, chắc là lâu lắm bác không xa rồi, thành ra là tháng rồi à? Vâng, từ lúc mà chồng mận đến bây giờ đã ít nhất là tầm độ là 3 tháng. 3 tháng, 4 tháng. 2 tháng mà. Mấy tháng rồi nhỉ. Cái này cứ nông cung này hả má? Cung cho mày để một phần một kỳ phạm cái này. Này, này. Nông cung này ra, này ra phò. Được rồi bà, kệ nó. Mặc cái này cho nó má. Có lúc nào mà hứng hứng lên thì nói chuyện nhiều, lúc nào mà buồn buồn lại không nói chuyện đâu mà. Này này phải cho ly. Ly lắm. Này này cho sang ở bên bác nhá, thì mới nói nhiều. Ở nhà không nói mấy rồi. Vâng. Ở nhà toàn nói tiếng tiếng Nùng là nhiều rồi. Bây giờ 3 tuổi. Mới đi học đợt đầu, mới đi học đợt đầu. Non. Vâng. 3 tuổi hay mấy rồi nhỉ? Hơn 3 tuổi rồi. Mới được ở ngay trên này. Thế năm nay. Vâng. Năm nay là lên lớp 4 tuổi. Hiếu đi ở với bà nhé, Hiếu nhá. Đi, đi ở với bà không? Hả? À, nhà bà có nhiều bánh có đi không? Có nhiều bánh này, nhiều sữa này. Nhá. Thế nào bà, thế nào? Hết rồi. Không bị đắng bao. Hết rồi. Hết rồi đây này, vừa bà vừa cho này. Lấy kia. Ai mua cho đấy? Các thứ mà. Hết rồi mà. Nó bị quên nào. Thật giả. Các thứ à? Bà sư thầy mà. Hả? Hôm nay lì không nói gì. Cái nào mình dặn lì ta đây. 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 Hôm nay là lì nó không cái nói. Cái mồm đấy. À, cái này là cái mận đấy nhỉ? Dạ. Cái mận tím à? Dưới này á? À? Ừ. Chắc là mận tím. Mận này ăn chưa đến nó chín ăn ừ. Đắng xong rồi mấy nó chín lên còn ăn chua mình... nữa. Nè, phò đi bắt bác chiêm thứ mặc á mặc hưu ra mặc hưu ạ à? Đây chắc luôn mặc hưu à yo bà yêu lâu lại bà yêu đây mà xăm như phò nè bác chiêm nói gì bác hà mà lisa là phò đầm tư và lên ăn lên bên này ăn tư nè để sau này nếu mà quân mà có lúc mà nó có quả này là quả nó phải to sai này này các bác này. Mận này rất là to luôn. Mận này bên kia là bán một cân bao tiền đấy bác? 15.000. 15.000. À Hiếu. Tỷ lắm. Nó có nhiều loại lắm. À. Cái này 10.000, 15.000, 20.000. Ồ. 30.000, 50.000 đấy. Chính cái đó. Nó đến 60.000 là ồ, lực chứ chân phun nào có chỉ lừa ba ơi này. Ăn đi Nghiêm. Vâng ạ. Ăn mận đây này. Thử xem. Có cầm theo cái súp nhỉ? Giống như lọ súp hay không cơ mà? Ăn xem nó có giống như bên này không? Tí ăn vào. Ôi dồi dồi dồi.
Tí là Nghiêm là chịu trách nhiệm là à thôi đi cùng cùng nhau đi làm đã. Về nấu cơm sau. Về nấu cơm sau á. Trước thì có ơi, có Lâm hay nấu cơm nhỉ? Lâm lần nào sang Lâm nấu cơm. Thì chắc là bác cháu mình chắc là bó một tầm tiếng về thì đợi quân thôi. Vừa rồi thì đây, à, đây quay cái này với cái này mà bao của quân là hôm nọ là đi như là đi hộ ai đập phá nhà ấy là hình như là chắc là bị kiểu bác ông ấy là chuyên gia đi xây đấy như này kiểu là chắc là có bệnh rồi thành ra là làm có một hôm bác nhà trên này á hôm nay vừa hôm nay mới đi viện. Bé tê chào cũng phải ra đáp về vẻ bỏ. Nhưng mà sưng chỗ này à bà? Ừ, này phân này ngắt đi. Này nung ở bên kia. Hư màu đi đường chỗ này chút chất rồi màu. Áo mới mà, áo may mà bà cô không may. Còn thì nung nữa nha không? Nung nhá. Bà đứng lên bà mặc xem nó có vừa không? Cái thật cũng nè ở cái băng bên đó. Một thuật tới đây chứ ạ. Không cần đấy, đây chắc là sợ rộng quá nhiều. Bạc Triều còn mua cả quần áo cho bà. Quần áo này thì vẫn là quần áo dân tộc Nùng của bác ạ. Các chân không phải chứ mẹ. Bên này thì, bên kia thì được cài cúc hết như này. Nó không mặc cái này, bên này là đâu xin nó cũng đấy. Quân này bảo ông lên đây mà. Nó thông thường à? Quân. Hả? Thông thường đâu? Thằng con này mẹ đi. Nếu mà thằng bên bên nó mới quân. Vô ăn chúng đi. Cháu bảo mất tao phải đấy. Dạ, cúng em đây. Bác chia bằng con xưa mà cúng hết rồi nào. Ông thì xem cái áo có vừa không? Cúng à? Cúng. Mới lên, mới lên nhá. Cúng cái đây, kho cái đây. Nhưng mà áo này hơi dài ấy nhỉ, bà nhỉ? Cái này mặc ngắn, kìa. Cái này mặc ngắn nhưng bên kia mặc dài. Đây, đúng rồi. Đúng rồi. Bên kia là họ mặc cái quần. Không mặc váy. Đây, cùng cùng đây, bên liếp này, cùng ăn, liếp này. Đây, ông xem nào. Bác Triều là mua cho ông ấy, bà là mua, người là một cái áo. Áo này thì vẫn là áo truyền thống của người đồng bào dân tộc Nùng của bác ạ, nhưng mà đây là Nùng ở bên bên Bắc Hà. Nhưng mà bên kia nó may khác, bên này may khác. Bên này là kiểu vải là nó vải nhuộm nhỉ? Vâng, vải cứng hơn. Vâng. Bên kia thì nó không lấy vải tràng. Cái vải này thì là chắc là không biết bị phai đâu nhỉ? Không, cái này không phai. Bị màng luôn. Đi lấy đi nào. Đó cái này, đi bằng lấy nan đẹp không? Hay nung. Bên đang hàng bán 350 một cái áo. Đây. 350 cái áo này hả? Ừ. Đắt. Còn áo con gái thì 250. Còn áo con trai mới đắt. Nè à, bên lưng thái bên cái lưng thẳng mâu à, mâu gì đấy. Cái lưng thẳng mâu luôn. Đấy, vừa rồi nhỉ ông nhỉ? Đấy là vừa. Đây này, cái này thì ở bên này mặc ngắn đúng không? Ừ. Bên này mặc ngắn cái này nhỉ? Nhưng mà đi cắt cũng được mà, nhiều bao nhỉ? Cắt lên mấy tao mấy đây chứ. Đúng rồi. Lại may lại nhỉ? Nhưng mà cái áo này thì cứ mặc to to ra thì nhìn cho nó có thoáng hơn. Bó mặc vâng. Cái áo này thì mặc quần vâng. Thì nó sẽ vâng. Nó sẽ vừa. Nó căng ở phòng vậy đó. Ở nhà thì mặc thế thôi chứ. Đi ăn cố ăn ấy như thế mặc thôi. Sao mà mi đây có cái nào mà hở ra? Đúng không? Mi cho mà giúp ấy. Bây giờ phải cắt như này đúng không? Như này thì mới vừa đúng không? Bà thì hơi bị dài.
Tại vì bên kia là mặc quần, họ không mặc váy. Vâng. Bên này là mặc váy. Đấy, như này là vừa bà rồi đúng không? Có hôm nào bà mang đi cắt nha bà nhá. Cắt rõ cho mấy lời. Ừ, hôm nào đi cắt. Nhà chị có máy không? Có. Thế thì đi cắt của bà nhá. Quần lâu mấy hả? Ừ. Bất thả nóng. Đấy, thả này đi, theo theo. Vừa ông nhỉ, bị áo kia vừa khít luôn. Nhưng mà như đủ hơi. Con sợ con hơi bé nhỉ. Có bé không? Có bé nào. Thôi chứ. Ừ. Trước cho ông cho con mèo nhiều đấy. Cho ông chủ đất nhà Quân đi. Nhà Quân bên kia ấy. Máy cho ba một cái, ông một cái. Xong là cho hai hai ông bà mà ở cái gì nhỉ? Ở cái canh Quyền Yển ấy, ở hai ông bà mà khác ở riêng ấy. Hai ông bà khác ở riêng, bà bao như cũng người nùng ấy. Người nùng á. Ừ, cũng cho ông một áo, bà một áo. Ông bà chủ đất đây đúng không? Không, bà chủ đất khác, còn một ông, hai ông bà nữa cơ. Ở cái thôn gì bác lại quên đâu, không nhớ. Đấy, bác, bà lấy quần áo cho ông bà kìa, không cảm ơn à. À. Nào, còn... nhớ, bây giờ đi ấy, đi nhờ Quân nhỉ? Dạ, bây giờ đi bón phân đi. Bây giờ tranh thủ đi bón. Tranh thủ đi nó bón đâu là tí về kịp giờ nó ăn cơm trưa. Hôm nay là nấu cơm ở đây ăn nhá. Vâng. Quân ơi, em treo treo cái này lên một tí đi. Một tí. Hôm nay là bà không ở lại đâu. Là tí chiều là bà là phải về ấy. Về mùa này là đang mùa mận ấy, về còn hái mận để bán. Vâng. Nóng có con đi Quân và thấy cô ai muốn đây vào đây. Trời ơi là. Hả? Này nóng từng lúc đi đường gà. Bác này bác chiên đi mà lẳng Quân đi, bác chiên đi. Hiệu hồn đấy, eo. Đúng dài à? Lo hiệu, nó phải hiệu. Bà nó nấu cơm rồi á? Ừ. Bà eo mà của nó có này chứ, phát á. Ở đây tốt, ở đây tốt rồi. Này, này, này. Không, bây giờ. Kéo gì mà nào, chứ phóng vào. Bà tốt hơn chứ. Rồi. Bị hai lần rồi. Bị hai lần á? Vâng, nghỉ dậy xong rồi. Thì ra à? Ai bà? May nó còn thấp anh nhỉ, nếu mà cao thì có gì. Vâng. Cũng sợ hết đấy. Ê, xe nào? Đi. Con dê Hiếu đâu rồi? Bác ơi, à, bác ơi, cháu cài cho bác. Đấy, xem con dê. Ơ, à, ba con chứ nhỉ? Con dê kia đẻ chưa hả Hiếu? Có con dê con chưa? Hả? Đi, đi với bà. Đi với bà. À, đây. À, nhưng mà con này khỏi, à, khỏi rồi nhỉ? Khỏi rồi. Không nọ, nó còn nào. Con này nó vẫn bị rụng lông rồi. Ừ. Nó thay lông ấy. Chắc là thay con này là chắc là thay lông thôi nhỉ. Ừ. Sao nhỉ? Đây này, cái phân của nó nay mai con này hót xong là cất đi nhá, xong bón vẫn rất là tốt luôn nha, bón ít nha, cái nào nó mặn nó chết đấy. Được. Bây giờ xem đi sang bên kia xem có phân chuồng không, lấy cái này đi trộn. Vào. Lấy phân này đi trộn. Trộn xong là con đi lại cua. Hôm nay còn mưa nữa cô bác ạ. Mưa mà bác chiêm là bác ấy vẫn không ngần ngại là nắng mưa là bác vẫn ra nhà của em Quân. Đi Hiếu ơi, có đi không? Hả? Đây. Lo. Ướt không sợ đâu. Cuốc đâu hả con? Ba con. Hai con này thì là mua một ấy, còn con này là hình như là con này là của nhà Quân. À. Bánh rơi rồi. Cái này là trộn được với phân chuồng đúng không bác? Ừ. Thôi bỏ cái này ra trong túi. Có chứ? Cục về. Có chứ? Đốt luôn mà. Không có cuốc à Quân? Đập đi em. Ruộng à tốt lắm. Con này 18.000 một cân đó á? Ừ. Ủa đắt đấy nhỉ? 18.000 một cân đấy. Trộn đi. Trộn nhiều nhiều vào trong tí. Ê, cái phân này nếu mà ai không biết mà bón vào ruộng chắc là mấy nữa ruộng. Cái này con bón... chết luôn đấy, tốt quá. Không, mình bón ít thì lúa rất là tốt. À. Nếu mà như ruộng nhà Quân bên kia thì tầm khoảng một yến là đủ ấy rồi, đủ bón rồi. Wow.
cái này không dùng nhiều đâu. Dùng nhiều quá là nó chỉ tốt cây thôi, nó chỉ đấy, tốt cái cây lúa. Nó không có bông đâu. Lùi ra đây con. Đây đây. Anh ta mới nào yếu, anh ta. Anh ta rồi. Trong việc anh ta nào. Có cái cuốc này. Anh ta. Khinh. Con chào con, con chào con bà này. Hay không? Hử? Đi. Đi bên kia về nhỉ? Vâng. Cái này là thuốc này. Cái này là? Cái thuốc đấy. Nhưng mà cái này là cái công dụng nó là chuyên là về gì bác? Cái này là đau bụng bên ngoài đấy. Ồ. Ừ. Ừ. Đi, thiếu. Cái này con gà nó ăn hết lá rồi. Ừ. Bị gà ăn hết rồi. Nhưng mà lê may nó không ăn nhá. Vâng. Nhỉ? Vâng. Cái lê này không ăn nhưng mà cái mận là ôi. Mận là nó không nổ, tốt lắm bao không nổ. Ừ. Nhưng mà cái này hôm năm nay đợt trước có hoa có chắc là ăn hết rồi nhỉ? Cho thấy kiểu kêu có vài quả. Chắc bọn trẻ con ăn hết rồi. Vâng. Này, cô để đâu anh ấy? Đấy, để xuống. Không à. Cuốc à, có hai cái rồi à? Cái xẻng này à? Ồ, vừa rồi quên cái xẻng này đâu. Nghe. Nghe, Peo chạy đi lấy cái xẻng đi. Xong rồi, tí xúc phân vào đâu. Cái chỗ ở phía bên này cháu có nghĩ là khi nào mà mưa to nó còn bị sạt xuống ấy. Ừ. Cái này sạt đấy. Phải sạt đến tận chân con. À. Hôm qua Quân phát khu lý này, Quân này, này. Như thế là nó bị chết đấy. Phát vào cây. Phát vào cây hết rồi. Gà này nhà bác xuống à? Đấy, bây giờ con rắc xung quanh này xong rồi lắp vào. Đợt trồng thì bác cũng tự tay ra mà đào và hướng dẫn em Quân trồng. Và đến thời điểm bây giờ này, bác cũng tự mua phân về. Xong là bác cũng... hướng dẫn cho Quân là bón phân luôn. Đây, màu nó cũng đẹp chứ nhỉ, mận này này. Vâng. Đây này, màu nó đẹp á. Thế là có 3 quả trên trong. Trước là cũng có. Chắc bọn chỉ con ăn đúng không? Vâng, mận hết rồi. Tôi cho nhiều nhiều vào xung quanh nào. Đang lấy thêm cái xẻng. Rồi bón xong một vụ phân này chắc là cây nó sẽ khác hẳn đấy bác nhỉ. Quân là để ý là đừng xem gà nhá. Gà nó cứ xuống bổ lá như này thì nó nó lại bới hết đấy. Mình đào như này nó bới ngay. Nó bới nó tìm run đấy. Đấy. Bây giờ có thời gian thì con san như này nhé. Để san cái đi xuống để cho nó. Từ cái thửa trên kia xuống luôn bác nhỉ? Ừ. Nó mới không bới được. Đâu không không con dẫm được. Chặt ra chặt quá nó không phát triển được đâu. Nào đi Hiếu. Hiếu là không chịu ở nhà đâu mà. Lúc nào ấy đi đâu cũng đi theo. Không chịu ở nhà mấy. Hiếu mà không nói chuyện là tí cho điệu với bà, cho điệu với bà Chiêm, cho biết nói nhiều hơn, đây không không cái mồm này ở với bà chơi với anh gấu. Ra bên kia mình có bánh kẹo nhiều. Anh gấu nghịch lắm anh gấu ấy.
hôm bác cháu mình trồng với nắng nắng to bác nhỉ, hôm đấy hôm đấy bác còn xem xe nắng được chưa bác? Cho đi, cho đi. Đấy được rồi, được rồi. Đã nhổ cỏ ra quá. Cái này mấy tháng bón xong, cái này mấy tháng thì nếu có phân lợn nhá, con này lấy phân lợn về tưới. Mấy gốc này là một xô. Cái này như cái này nó bị ấy cắt đi được quần lợn này. Đúng rồi, cái nào ấy thì cắt đi. Cắt đi. Nhưng mà chả biết có phải gà ăn hay là ấy nhỉ? Đây là gà hay là gì vậy? Con gì ăn quân? Đây là gà thôi. Gà. Có phải gà không đấy? Nếu mà không phải, nếu mà phải gà đấy, không phải gà thì phải phun đấy. Gà thế. Mưa này thì nó mềm. Mềm đất. Không biết làm à Hiếu? Hả? Hiếu chỉ biết làm đi ra nhá. Hiếu nhỉ? Làm đi ra nhá. Chia bánh ăn đi nào. Đây này, tay dính toàn. Mùng Việt Nam á? Không biết mùng Việt Nam à? Việt Nam cũng ăn được. Ai giờ? Dạ, cô không biết nào. Cảm ơn à, cảm ơn à, cảm ơn. Ông này hả? À, ông hô to. Tôi này nọ. Tôi này nọ. Cô bà đang chỉ thả, chỉ thả to hay tôi ảo không? Ừ. Đây thì tốt nhỉ. Cái này thì gà nó không đủ cái lê nhá. Ừ. Cái lê thì lại tốt. Cái này sắp bị uống nước đấy. Cái này kiểu mưa xuống là nó động lại nhiều quá. Thì phải lắp cho nó cao cao một tí. Ừ. Nước thì như xói ở trên này xuống chứ. Dạ. Nước này. Cái này vừa vừa à Quân? Vừa cày xong à? Không, con lợn nhà. Ờ. À. Đi lên nhà bác để mượn thêm cuốc đi. Thôi nhanh. Đấy. Con cuốc à? À có. Tớ mới phàm à. Anh em cần phân nhìn kìa hơi nhìn. Đất này tốt như này trồng ngô tốt lắm. Con sao không trồng ngô hả Quân? Dạ. Đất trong này này. Đó. Trong này này. Cày lên xong trồng ngô. Trồng ngô ra mận tốt lắm. Để cho bảo sọt có ạ. Cái này mà trồng ngô thì tốt lắm ấy. Cô nó đẩy ra mặt thăm đấy. Hai năm nữa đẩy ra mặt thăm. Tầm tổ pía thì hai là quân chỉ mặt thăm à.
này đi, không cần dẫm cho nó chắc đâu con ạ. Dẫm là nó dễ, nó không phát triển được. Ôi trời ơi, cho em Hiếu vác cái xẻng mệt nhè Hiếu nhè. Ủa, cái này như kiểu là mưa to rồi, mưa to rồi. À đái à, mưa to rồi. Bác ơi, bác đi vào nhà trước đi bác. Đi, từ từ ra chờ Hiếu. Đi về ra, nghỉ bác, đã. Bác đi về nhà đi, còn mà chỗ này còn độ là... Ôi ôi, đi nghỉ đã, tí nó làm, tí nó làm, tí nó ướt hết cả đầu xong lại... Ủa, đi. Cả nhà nghỉ đã. Đi nhờ. Đang làm thì mưa to quá bác chứ là. Phải nghỉ đã. Hiếu. Ờ. Nào, nào, nào. Ôi dồi, đây rồi, mưa này. Còn mấy góc rồi bác? Ừ. Trên kia còn chắc độ tầm là 4-5 góc, ở dưới này còn, dưới kia có một góc chết rồi quân. Dạ. Dưới kia có một góc chết rồi à? Cái ở vườn rau ấy. Có phải cái hai cái cành này mình có phải mình trồng ở đấy không nhỉ, hay là hôm trước là thừa là con ấy trồng ở kia. Giờ hình như chết một góc trồng. Cái đoạn này mà nuôi đến còn không hay là hết rồi? À còn. Ừ, nhiều nhỉ. Ăn cái mà anh ăn cái thập nhiều lắm. Đi ra đấy khó rửa. Đúng rồi. Chơi đựng cái này. Cái nước đây thì lấy ở đâu? Nước này hôm qua là hứng nước rồi. À hứng nước mưa gì? Ôi hôm qua mưa to à? Chứ không phải là cái ống ấy xuống à? Hôm qua là hứng nước mưa. Đi về đi về Hiếu. Đi đi Hiếu. Đi đi về đi về. Đi về. Rửa chân đi Hiếu. Rồi rồi đi. Thế bạn rửa chân. Ôi dồi. Như này thôi rửa mấy chân thôi tí. Vừa rồi thì cùng với lại bác Chiêm đang làm đấy các bác. Thì mưa quá cho nên là về nhà nấu cơm trước. Hôm nay thì gà cũng là bà, cũng là bác mang từ bên bác Hà sang đấy các bác. Hầu như là đợt nào là bác sang thì cũng đều đem theo rất là nhiều quà. Hiếu ngồi với bà Hiếu. Đây mà, đi bác ơi, bác ngồi trên này bác. Đây bác ngồi, bác ngồi trên này. Đấy. Đấy. Ngồi trên này. Ngồi đây. Bây giờ thì chắc phải ăn cơm đâu các bác. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra. Thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đã có ăn mưa rồi. Nha, con chào ông, con về đây. Bà lúc nào là về nhà con chơi nhá bà. Ờ, nào lại sang. Vâng. Sang là hàng hoặc là cô thì không đi nữa. Vâng. Áo mưa may, còn mang áo mưa đi theo. Hôm nay bác còn cầm áo mưa theo. Lớn nhanh nhỉ? Lớn nhanh nhỉ? Con bò con lớn nhanh nhỉ? Vâng. Cái đợt mà bác sang là con bò kia là có bé rồi nhỉ? Bé bé đấy nhỉ? Bé bé đây. Được một tháng hay sao bác? Chưa, được có mười mấy ngày rồi. Được. Hôm nay sang à. Có mười mấy ngày thôi. Vâng. Bà lúc nào lại sang con chơi nhé bà? À, hôm nào sang. Sao con hót như thế, bỏ lấy hót kia để nhưng mà...
Con nếu mà chưa được bón bón vội, con hót xong rồi để vào bao hết đi. Ôi điệu vẫn còn vứt đây mà. À điệu. Điệu điệu vẫn còn. Chỗ này trơn lắm đấy bác ạ. Đi lên thì không sợ, đi xuống thì sợ rồi. Không bỏ nếu mà gà chưa ăn lá nó nhiều nhiều lá lắm. Gà gì hết. Bác đi cẩn thận bác nhá. Nó là chỗ này là khi mà mưa như này là phải bò lên rồi. Khóc thật bây giờ chăm bạc khu mơ. Chuyện xinh nhỉ. Ê ôi còn biết được chó lên nữa. Ui Hiếu chào bà chứ Hiếu. Chào bà đi, bye bye bà. Bye bye bà đi Hiếu, bye bye đi. Bye bye Hiếu nha. Hiếu, chào bà đi, cháu chào bà vào đi. Cháu chào bà, cháu chào bà vào đi. Sao bà lại mua bánh cho cháu chào bà vào đi. Cháu chào bà, con chào bà vào đi. Thánh đi đòn, vô đi đòn Hiếu ơi. Không đi được dép à? Chào cho trơn quá. Tiếp cái nhà nhà dưới kia kìa. Vâng. Thế hôm nào Lực với con đi bắt cá ở đâu ở dưới á? Khe suối kìa. Khe suối kìa. Vâng. Vâng. Mùa này con buổi tối hay đi soi ếch nhớ. Ừ, mùa này là có ếch đấy nhỉ? Vâng. Ếch bán không đắt mà. Vâng. Nhưng mà con thường thường lấy về là chỉ lấy về nhà ăn thôi. Không, mỗi lúc là được có 3-4 con thôi. Có cái đèn hôm nọ mà bác đem cho em Quân này. Cái đèn đấy nó sáng một tia, soi đi cái là đèn đấy nó to. Vâng.